Thì vừa rồi là tôi được biết là không những là ở trên các cái báo chí mà ở trong quê nhà tôi có hiện tượng là mọi người đi gom đất nông nghiệp rất là nhiều. Thì cái việc này là liệu có cái việc lách luật là để mà chuyển đổi đất nông nghiệp này thành cái đất ở hoặc là đất thương mại dịch vụ được không? Bởi vì những cái mảnh đất nông nghiệp đấy nó lại bám sát vào những cái con đường quy hoạch, đường rất là to, ví dụ đường quốc gia ven biển hay là những cái đường mà mang tính chất là đường huyết mạch. Thì cái này tôi cũng rất là mong nhận được cái câu trả lời. Xin cảm ơn ạ. Cái hiện tượng mà có nhiều những nhà đầu tư đi gom cái đất nông nghiệp để theo các quy hoạch này, quy hoạch nọ, thì liệu có chuyện là để mà sau này chuyển đổi mục đích hay không? Thì xin thưa là trong luật nó quy định rõ ràng là những cái đất nông nghiệp đấy vẫn có quyền chuyển đổi mục đích nếu phù hợp quy hoạch. Vấn đề là người ta gom nó có phù hợp cái quy hoạch không? Thì phải xem là cái tầm nhìn quy hoạch đến 2030 thì cái vị trí đấy có mở đường, mở xá, đất muốn chuyển đổi hay gì thì nó phải tiếp giáp với mặt đường. Và thứ hai, nó trong các quy hoạch thì nó phải phù hợp quy hoạch phân khu. Phân khu tức là ví dụ như khu bên trái này làm dân cư, khu bên phải này làm công nghiệp, ở giữa làm đường giao thông, ở dưới kia làm khuôn viên cây xanh, thì anh phải mua vào cái khu bên để làm dân cư ấy. Tức là gọi là quy hoạch đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất ở. Thế nhưng trong quy hoạch sử dụng đất thì nó có hai loại, là quy hoạch đất ở nông thôn và đất ở đô thị. Trong quy hoạch đất ở nông thôn thì dễ hiểu đúng không? Là các vùng mà cấp xã, cấp huyện. Nhưng những cái vùng nào mà nó mang từ cấp phường trở lên, đã là phường là phải là ở đô thị, thành phố là phải ở đô thị. Và ở đô thị thì nó lại chia làm hai loại. Là một loại là đất thuộc thành phố hoặc thuộc phường thì nó gọi là đất ở đô thị. Còn nếu như nó là ở khu vực không phải thành phố, không phải phường nhưng vẫn là đất ở đô thị thì đấy là đất của đơn vị dự án. Tức là ví dụ bạn có một doanh nghiệp như Vin đứng ra lập dự án thì cái dự án đấy nó phải là đất ở đô thị, dù rằng nó không phải là thành phố, nó không phải là phường, nhưng nó là đất ở đô thị. Thế nên là nhìn chung là con phải học về ký hiệu đất nhiều, chứ còn cứ đi mua là mua thì chết là bình thường. Nay đất ở, mai làm đường giao thông thì nó cũng bình thường mà. Đang đất ở thổ cư đầy đủ rồi chuyển thành cây xanh nó cũng bình thường, vì đi đầu tư bất động sản là người ta phải nhìn thấy cái quy hoạch. Và còn chưa kể đến việc bạn bảo đây này, em thấy nó mở con đường, bao giờ nó làm? Tôi chứng kiến có những người đứng hơn 10 năm vèo hết cả mồm, nó có làm đường đâu. Ước gì là cứ có quy hoạch làm đường mùa chắc chắn sẽ sáng. Còn lâu, nó dễ thế thì lại còn cần gì phải kinh nghiệm rồi số năm đau thương các thứ. Ok, thì đấy là để trả lời hai câu hỏi cho chị Minh ạ. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.